Vâng, chào anh em, chào tất cả mọi người. Hôm nay là em tiếp tục quay video về cái cây cây phi điệp trắng. Cây này là quay chi tiết hơn một chút thì mọi người nhìn hoa là mọi người có thể đoán được nó là cây gì. Đấy, cây này là cây phi điệp trắng mũi hồng. Nó là trắng cả bông nhưng mà mũi của nó hồng. Mũi của nó hơi hồng. Cây này là gốc rừng của Thái Lan. Gốc của Thái Lan nhưng mà cây này là cây có thể là do là được gieo hạt hoặc là một trong những cây sổ ở nước ngoài, nhưng mà Thái đã mua về và trồng và gieo hạt và được nhân ra rất là nhiều. Quan trọng là nó vẫn là một bông hoa rất là đẹp, và so với cái giá thị trường hiện giờ, so với những cái cây phi điệp trắng khác thì cây này là một trong những cây rất đáng sưu tầm. Từ tại sao mà em lại nói về nó lại đáng sưu tầm như thế? Bởi vì là nó hội tụ đầy đủ những yếu tố mà mình chơi lan là mình nên chơi. Thứ nhất là mình chơi lan thì quanh năm chơi lá, xong hoa mùa hoa này thì nó chỉ được vài tháng thôi, thì đương nhiên cái bộ thân lá của nó phải là đẹp thì mình mới chơi. Nhưng cái này nó chỉ là cây nhỏ thôi nhưng mà thân lá thì nó cũng rất là đẹp. Đây em nói luôn về thân lá để anh chị đi mua là không bị nhầm lẫn nhá. Thì thân lá của cái này lá rất là sạch. Thân lá sạch của nó không bị anh tím. Nó lên mầm nó xanh mốt luôn. Đấy, như này lên lá là bắt đầu lá nó chĩa ra này. Kiểu dạng lá, kiểu dạng mầm. Anh chị có thể dùng những cái video này để đi khi đi mua cây mình mở ra mình xem là cái lá của nhà người ta nó có giống cái lá này không. Nếu thân lá nó giống như này và nó cứng như này, dòng cây này dòng cây lá cứng, lá rất cứng, lá dày, thì khi mà anh chị đi mua nếu mà lá nó quá mềm ấy, thì có thể là sẽ không đúng cây đâu, còn đầu lá rất là nhọn. Đây đây nó hơi cong vút một quả. Nói với lá, cây này thì nó là dòng thân to, thân to để nuôi chơi, nhưng mà cây này bởi vì là cây nhỏ nên là nó đã có hoa siêu hoa lắm. Em không cây to, thì trước là năm 2013 ấy, thì là em có cây to khoảng tầm 1,5 m, là cây lúc mua của Thái Lan về. Cây này nó rất là to, cái về do mình cây này là em nuôi ki năm 2, đây là ki năm nhất này, đây là ki năm nhất, năm thứ 2 để 2 mầm thì nó lên rất là to. Cây này hiện giờ rất khỏe rồi. Thì đấy, như cái cây này thì em cũng muốn nói là cái cây này nó giống cây rất to và nó là cây siêu hoa nữa, nên là dù to hay bé là cũng đều có hoa, đều nở. Thế nên là mọi người không phải lo là cái cây này nó khó nở hoa hay là như nào cả. Cây này là bé như này nó cao khoảng tầm 40 cm là đã hoa. À mà có khi ba mấy, cái cây bên cạnh nhỏ cái ba mấy cm là có hoa. Với những cái ki năm 1 mà vườn nhà nuôi nhiều nắng ấy, thì có khi chỉ 30 cm là đã có hoa rồi. Còn như cái cây này của em là tương đối to hơn, nhưng mà nó khi mà anh chị mà nuôi được những cái cây to khoảng 1,5 m thì hoa, lượng hoa sẽ rất dày và sẽ rất là đẹp. Cây này là đang nở vào tầm dịp tháng 4, âm lịch là tháng 3, nở cùng dịp với cây trắng Hà Đông. Nhưng cây trắng Hà Đông thì em không có cây có hoa năm nay, nhưng có cái cây trắng mũi hồng này là cây có hoa năm nay. Thì cây trắng Hà Đông thì mai hoặc mai kia lúc nào đó thì em sẽ mượn cái cây của ai đó, em sẽ quay chi tiết để mọi người xem, mọi người có thể biết được là cái cây trắng Hà Đông nó như thế nào, để mọi người đi mua cây trắng Hà Đông nó không được nó không có bị nhầm lẫn, mà giá cả của nó thì nó hợp lý. Anh chị có thể hỏi em về vấn đề giá cả để em tư vấn cho anh chị. Đấy, thì em cũng nói luôn về cái vấn đề thân lá lá rồi. Bây giờ em nói luôn về vấn đề thân cây này. Thân cây này thì như chị nhìn ấy, thì cái thân của nó này thì nó sẽ chia ra nhiều đốt đúng không? Hoàng thảo ấy, ấy như thế. Và cái thân này đây, nó có một cái đặc điểm hơi bị đặc trưng một tí. Đó chính là cái khúc này. Đấy, thì cái đốt của nó thì ở dưới nhỏ. Chỗ đốt này phình to, không phải cây nào nó cũng thế đâu, riêng cây này nó thế đấy.
Cái này nó giống một số mặt cây khác, ví dụ như cây những cây đột biến ấy, là nó cây giống, có thể là giống cây tam anh, cây bùi việt. Mọi người nên để ý kỹ cái vấn đề cái thân già này nữa. Thân già hay thân tơ chúng ta đều phải để ý kỹ. Và nó sẽ ra hoa vào cái mùa này. Khi mà mua bán mà hỏi người ta cứ ra hoa vào mùa nào mà người ta không trả lời được thì đương nhiên là người ta chẳng biết gì về cây. Ít nhất là người ta cũng phải biết là cái cây này nó ra hoa vào dịp nào. Ví dụ như bây giờ cây của em đang nở đây, nó là cây trắng mũi hồng đấy. Nó nở vào dịp tháng 4 đấy. Khi người ta có người ta bán mà người ta chẳng biết nở bao giờ, đương nhiên không nên mua. Còn những người mà người ta biết và hiểu cây ấy, và hiểu được giá trị của cây ấy, thì mình mua là giá cả là nó không bị đắt, mà nó cũng được chuẩn cây, chứ nó không bị nhầm lẫn. Nhiều khi bây giờ cây cối giá nó cao là nhiều người ta bán là nhầm lẫn, là về sau rất là khó để giải thích. Như cây này đây thì thân xong, lá xong thì có cái phần bây giờ em sẽ nói về cái phần nó ra hoa. Ra hoa của nó vào dịp tháng 4. Tay hoa nó rất thăng hoa. Đây là em quay ngang thì cái bông hoa nó xòe ngang rất là đẹp, chứ nó không bị rủ như những cái khác. Những cái khác là đa phần là bị rủ hết. Những cái cây phi điệp, một số cây, không phải cây nào nó bông nó cũng thăng hoa kiểu như này. Tay hoa của nó, cái tay hoa màu xanh xanh ấy, anh chị nhìn nó màu xanh ấy, là cái tay hoa của nó sẽ nằm ngang hoặc là nằm thấp xuống. Nó có nhiều cây thế đó. Nhưng mà như cây này thì nó là vẩy lên trên, dựng lên trên thì nó rất là đẹp. Bởi nó thăng hoa, và khi mà có những chậu hoa như này khoảng tầm 10 thân chẳng hạn, nó nở hoa ấy, là mình để bàn ấy, nhìn ngang mặt nó sẽ rất là đẹp. Đấy, chứ còn đương nhiên là đồng thân thòng, trồng thòng nó vẫn đẹp, nhưng mà cái là trồng thòng thì lại phải chép. Như trồng chậu như này là có thể để bàn ngắm, nó sẽ rất là đẹp. Mà nó cũng là một trong số những cái cây đột biến mà rất đáng chơi, giá thành vừa phải, hoa đẹp. Còn hoa nó đẹp như thế nào thì đây thì mọi người nhìn biết rồi. Nó thăng hoa, thứ nhất là tay hoa thăng hoa, khuôn hoa thì bông to, cánh to, lưỡi to. Đấy, nó không bị cánh ba tiêu. Đây là dạng cánh bầu. Đấy, cánh bầu với lưỡi to, một trong cây rất đẹp của Thái Lan. Nhưng mà thực ra thì cái cây này nó là cây cũ, ngày xưa em mua cách đây 4-5 năm mà. Nên là nó tay hoa thăng hoa như này. Còn những cái cây mà nó mới về sau này, kiểu người ta ra chai hay là gieo hạt ấy, thì nó tay hoa nó không được như này đâu. Khuôn hoa nó thua một chút, nhưng mà nó cũng dưa dứa nhau. Để mà nhận biết được nó thì hơi khó. Cái đây cần phải khó chuyên sâu hơn một tí. Thì khi mà anh chị đi mua cây này, anh chị nên nhớ để ý rằng là cái cây mà kiểu ra chai mô ấy, chứ chắc đã đúng. Nó có thể nó sẽ là một cái cây trắng khác hoặc là gì đó. Bởi vì những cây nhân mô ấy, thì đường thường thường ấy thì nó sẽ không được đều 100%. Mà 100% thì nó chỉ là những cái cây tách chiết từ cây ra cây. Phi điệp này thì nhiều người ta bán các loại phi điệp đột biến khác, năm cánh trắng các thứ, mà thấy nhân mô mãi đã thấy hoa đâu. Bao năm nay như cây Phú Thọ hay là cây Hòa Bình đã ra đâu. Nhưng mà nó cũng là người ta cứ bán thế thôi, chứ còn hoa vẫn sổ số, có khi nở ra chầm mà chẳng biết nở ra cái gì. Đấy, nôm na thế. Nên là khi đi mua những cái cây, em chỉ muốn là em làm như này để khi mọi người đi mua những cái cây ấy, mọi người biết rằng là cái cây này là thân lá như này, hoa như này, nở vào mùa này. Thân lá đây xanh sạch, hoa nở tháng 4. Đấy. Và thân nó hơi rích rắc, và rích rắc cái đầu dưới đốt nó nhỏ, đầu trên đốt nó to. Đấy, tay hoa thăng hoa như này, khi đi mua nụ nhìn nụ bên này là biết luôn. Nhìn nụ cũng có thể đoán được ra là nó là cái cây gì rồi. Với cái lá này, khi mà anh chị chơi sâu, chuyên sâu hơn thì có thể là sẽ nhận ra ngay. Cái này nó là cây rất đẹp. Đấy, thì đẹp thì mỗi người cảm nhận một cái đẹp thôi. Nhưng em đánh giá nó là cây rất đẹp trong các dòng cây trắng và cây va đột biến. Cây này nó có điểm nhấn là mũi hồng cực đẹp. Nhìn ngoài thì nó phê lắm. Đấy, rồi, bây giờ em mời anh chị ngắm thêm một vòng nữa, xong rồi em xin phép
kết thúc video đây. Hẹn gặp lại anh chị vào những video lần sau. Xin chào.